Xin chào quý vị. Đây là mẫu sản phẩm động cơ điện một pha GMIC xuất khẩu châu Âu của Minh Motor. Ở đây, đây là mẫu động cơ một pha chân đế. Đây là mẫu động cơ một pha mặt bích B35. Đây là mẫu động cơ một pha mặt bích B14. Sau đây là bảng thông số hình học motor điện một pha 1,5 kW, 2 ngựa, 2 HP, tốc độ 2.900 vòng một phút, có mã sản phẩm là 100. Ở đây tâm nô đê ngang trục ký hiệu là A bằng 160 mm, chính là khoảng cách từ tâm nô đê này sang vị trí tâm nô đê này. Tâm nô đê dọc trục ký hiệu là B bằng 140 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục D bằng 28 mm. Đường kính ngoài mặt bích ký hiệu là P bằng 250 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể theo dõi bảng này tìm ra bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ như chiều dài trục bằng 60 mm, hay là tổng chiều cao thân bằng 250 mm. Xin cảm ơn.